Shakira đưa hai con về Barcelona. Ca sĩ Shakira đưa hai nhóc Milan và Sasha về Barcelona cuối tuần này để hai bé nghỉ hè với bố, cựu trung vệ Gerard Pip và nhà nội. Theo nguồn tin của hai nhà báo Laura Effa và Lorena Vázquez trong podcast Mamarazzi, Pip sẽ không tới Miami đưa hai con về Tây Ban Nha nghỉ hè như kế hoạch ban đầu, mà Shakira sẽ đưa các bé về Barcelona cho bố và ông bà nội. Giọng ca người Colombia dự định bay về Tây Ban Nha bằng máy bay riêng. Hai nhóc Milan và Sasha sẽ ở bên nội từ ngày 4 đến 19 tháng 6 rồi trở lại Mỹ với mẹ. Tuần trước, mẹ con Shakira bay về Colombia thăm bố cô. Người đẹp tranh thủ thời gian gặp gỡ các anh em trai, thảo luận các vấn đề riêng tư tại quê nhà. Khi Shakira và hai con ở Barranquilla, có tin đồn Pip sẽ bay sang Colombia đón Milan và Sasha về nghỉ hè. Tuy nhiên, Macca cho biết cựu sao Barca không qua quê hương của tình cũ. Nguồn tin tại Tây Ban Nha cho hay Shakira đã trở lại Miami hôm 30 tháng 5. Theo thỏa thuận về quyền nuôi con sau chia tay, hai con trai sẽ ở với Shakira tại Miami, Pip sang thăm lúc nào cũng được. Mỗi tháng anh có thể qua Mỹ và ở với con 10 ngày. Trong các kỳ nghỉ dài, Milan và Sasha chủ yếu ở với bố và nhà nội. Mẹ con Shakira bắt đầu ổn định cuộc sống trên đất Mỹ từ đầu tháng 4. Cuối tháng 4, Pip đã sang xứ cờ hoa thăm các con và ở vài ngày với Milan. Sasha Gerard Pip sinh năm 1987, là cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Tây Ban Nha. Anh nổi tiếng trong màu áo Barca, từng được coi là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới. Pip cũng thuộc thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Shakira sinh năm 1977, là nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia. Cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín và được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin. Pip và Shakira bắt đầu hẹn hò từ 2010. Đôi trai tài gái sắc từng được ngưỡng mộ khi vượt qua khoảng cách tuổi tác, quấn quýt bên nhau một thập niên qua. Cặp sao càng gắn bó sau khi lần lượt đón hai con trai Milan và Sasha năm 2013 và 2015. Tuy nhiên, hè năm ngoái, Pip và Shakira thông báo chia tay và kéo theo nhiều ồn ào. Vài tháng sau, cựu trung vệ Barca công khai hẹn hò người đẹp kém 12 tuổi Clara Chiamatti. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.